Do mâu thuẫn cá nhân, Mai Xuân Công, 44 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, gọi đàn em tạt sơn phá nhà người khác. Sáng ngày 27 tháng 4, Công bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu tháng 1 năm 2021, do Công có mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Hoa, chú phường Huê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nên đã chỉ đạo Ngô Đức Thành, 18 tuổi và Nguyễn Văn Nam, 17 tuổi cùng chú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đến tạc sơn nhà ở và văn phòng làm việc của chị Hoa, khiến người thân cũng như đồng nghiệp của chị Hoa vô cùng lo lắng. Sau đó, Công liên tiếp 4 lần chỉ đạo Nam và Thành thực hiện việc tạc sơn tương tự vào đúng hai địa điểm nêu trên nhằm mục đích dằn mặt và trả thù chị Hoa. Khi công an quận Ngũ Hành Sơn vào cuộc đã phát hiện Công và các đối tượng có liên quan chính là người thực hiện vụ việc nêu trên, nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Công thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, công an quận Ngũ Hành Sơn đã tạm giữ Công để tiếp tục điều tra làm rõ.